Trân 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 à, thế không hẹn Miu mà hẹn Trân à? Ôi thế kỳ thế nhỉ? Yeah. Mọi chuyện càng lúc càng lạ hơn. Cái này giống như kiểu hai vợ chồng đứng nhau kêu anh ơi em có bầu rồi. Cái gì? Xong, mừng quá, ta được làm bố rồi vậy đó. Sao mày rung vậy? Xin, đi lấy cái loa ở đây, lại lên. Lấy cái loa ở đây, lại lên. Lại lên, lại lên. Lại lên. Em cũng được cái gì? Ôi, xin chào. Để vệ sinh ghế rồi đợi xíu. Xem ra nhân vật phụ còn hồi hộp hơn cả nhân vật chính. Thỉnh thoảng thì Loan cũng hay ngồi bảo rằng là em ước mơ được một lần tỏ tình có nến, có hoa, có âm nhạc. Bản thân mình thì cái máu nghệ sĩ trong mình nó không có nhiều. Cho nên là điều đó đối với mình nó thực sự rất là khó nhằn. Mình không thích làm những cái chuyện nó quá xến sẩm, không thích làm những cái chuyện mà nó quá đại chúng. Cho nên là mình hay biện minh rằng là mỗi người sẽ có một cách yêu, mỗi người sẽ có một cách thể hiện tình cảm khác nhau. Và anh sẽ thể hiện tình cảm, tình yêu theo một cách khác. Nhưng mà thật ra trong thâm tâm mình thì mình vẫn muốn được một lần làm những gì mà Loan thực sự là mơ ước. Mọi người ơi, tập hợp qua giữa sân cái, mọi người sẽ nhớ cái show này cả đời luôn á. Gì vậy? Khép đôi mi cùng mơ sương, đôi khi mơ cùng mơ sương. Trời ơi, mà thương đi má ơi. Ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui. Đây là lần đầu tiên anh chính thức cầu hôn em. Nói chung là hai năm yêu nhau chưa có một cái sự kiện gì gọi là chính thức cầu hôn hay chính thức tỏ tình hết. Nên là nhân dịp có 8 anh em của anh ở đây cho nên là anh chính thức cầu hôn em. Hôm nay thì không có nến. Nến thì cho anh mượn nến của mấy ngày hôm trước. Nhạc thì đã có nhạc, còn đây là hoa. Anh đồng ý. Xong khóc má. Nói gì đi. Thật ra là phải nhờ có mọi người. Cái cầu hôn này thật ra là điều ước của Loan từ trước rồi. Loan từng nói với anh Sang là nếu như mà cầu hôn em á thì phải có hoa. Bông hoa nha. nhưng mà ít nhất hôm nay là không có những có hoa mà còn có cả tạ hoa. Có tạ hoa, phải có nhạc, phải có nến thì em mới đồng ý. Nhưng mà tính anh Sang thì không có thích những cái điều đó, cho nên cái lần mà cầu hôn vào ngày 22 tháng 7 năm ngoái á là anh Sang cầu hôn em lần đầu tiên, thì lúc đó là anh Sang bị ngộ độc thực phẩm. Buổi chiều hôm đó là em phải nghỉ làm
rất là manly chở anh Sang về, mà anh Sang gục trên vai em mà giống như muốn nhập viện luôn, ói mửa tùm lum. Khi mà chở anh Sang về rồi, cái tự nhiên ổng nằm chút cái ổng mới thều thào, ổng quăng cái bóp ra, ổng kêu bóp của anh nè, em cầm hết đi, coi như là tiền bạc của anh là của em. Xong khi anh cũng có chuẩn bị một cái đồng hồ để tặng em, tại vì em muốn cầu hôn là bằng đồng hồ, cho em không có thích nhẫn. Thế là anh Sang quăng cái đồng hồ ra kêu, đồng hồ nè, thời gian của anh là của em. Xong vừa nói thì vừa thều thào mà giống như là sắp xỉu đến nơi rồi. Đó là kết thúc cái buổi cầu hôn đầy lãng mạn cũng lãng xẹt của em. Hôm đó anh bị ngộ độc. Thì em chỉ nghĩ là thôi như vậy thì thôi cũng an ủi, ít ra cũng được cầu hôn rồi. Chứ không có nghĩ là sẽ có một ngày mà em được đủ mọi thứ như thế này. 80 triệu dân xế cảnh này mà còn có mọi người ở đây nữa. Thì em không biết sao chứ bình thường đáng lẽ khúc này em tưởng phải khóc bù lu bù loa, nhưng mà không khóc được. Tại vì em vui, không, cái này là thật là vui quá luôn đó, mà không có cái lúc, không có cảm, không kịp khóc, không kịp đấy, cảm xúc gì nữa. Tôi đã bảo hôm nay phải lồng lộn nên không chịu. Như thế này làm sao mà quên anh em mình quên nhau được. Dạ. Yeah. Anh cũng mong là mình làm bạn hoài, có thể là mình sẽ bận, mình ít gặp nhau. Dạ. Yeah. Có thể mình sẽ không thường xuyên gặp nhau được, nhưng mà ít nhất là mình sẽ nhớ đến nhau. Tình cờ gặp nhau thì mình chào nhau một tiếng. Và công việc của các bạn thì mọi người sẽ ủng hộ. Ai thành công mình sẽ ủng hộ. Thì có hy vọng là có dịp hợp tác với nhau. Dạ, cảm ơn anh. Còn Trân nè. Trân. Đầu tiên là Trân muốn cảm ơn, thì đương nhiên phải cảm ơn ekip trước rồi. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Tại vì đã lâu lắm rồi em mới có cái cảm giác mà thích một người con gái nào đó. Và cái vô khi mà vô căn nhà này á, thì có như em, những cái định kiến trước đó của em là bị đập tan á. Tức là hồi trước em không có thích mấy cái kiểu cô mà hơi hở hang hay là kiểu dạng giống như anh Sang, tức là không có dạng giống anh Sang. Ừ, giống như mình hay bị thành kiến với những cô gái như vậy á. Thì sau khi mà quay lại là khi gặp Miu, rồi gặp mấy cái mà đời thật á, thì mình đã giống như tự xấu hổ này, đó là mình bị dính quả đánh giá người khác không có tốt. Quả báo đấy. Yeah. Quả báo. Miu báo đó anh thấy đáng. Anh chấp nhận. Thì do Trân đã thay đổi suy nghĩ rất nhiều khi mà bước vô ngôi nhà này. Các bạn thật sự rất là tốt. Tất cả mọi người luôn, mọi người thân thiện luôn. Đây là một cái nhóm bạn mà tốt nhất, gần như là tốt nhất mà Trân đã gặp chỉ trong thời gian ngắn thôi. Mà không có cần phải cái gì đó, nó quá màu mè quá. Mọi thứ đều rất thật. Thật hết, lần đầu tiên cảm nhận được cái sự thật đó một cách rõ như vậy. Thì giờ quay lại chuyện anh với em. Yeah. Thì muốn nói với tất cả. Check it out, man. Yo, what's up, bro? Thì đây chỉ là khẳng định anh thôi. Tại vì chuyện anh thích em hay gì ai cũng biết mà. Tức là anh là kiểu người sống rất là thật. Anh ghét ai người đó cũng biết luôn. Anh quý ai người ta cũng biết. Và anh thích ai thì em cũng biết là anh thích em. Chân chỉ muốn nói là chân rất là thích Miu. Nhưng thường những chuyện đó chân thích Miu, thích vô cùng luôn. Thì tại vì hôm nay cũng là ngày cuối rồi, ngày mai là chúng ta sẽ phải trở về với đời sống thực tại, chúng ta sẽ có cuộc sống bên ngoài chúng ta. Thì anh hy vọng kết thúc chương trình anh vẫn có thể được tìm hiểu em. Đó là cái câu hỏi chân thành nhất của anh luôn á. Anh hy vọng là em đồng ý. Em cực là em đồng ý hay không? Anh chưa thấy thằng đàn ông nào đáng yêu như này luôn á. Có bao nhiêu người đoán đúng rồi. Có bao nhiêu người trùng hợp với bé. Bây giờ anh nói là Miu đồng ý. Có đứa nào đồng ý với anh? Em thêm hai. Có thể Miu sẽ đồng ý nhưng mà rất là khó. Được một là có hay là không? Thôi 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 dạ. Qua hậu thân thiện. Phiêu trắng. Ừ. Phải phiêu trống, phiêu trống. Phiêu trống. Phiêu trống. Phiêu trống. Chỉ có ba anh em mình không? Thôi vậy thôi, có ít nhất có ba anh em bên đây cạnh em.
Không sao, em bình thường rồi, em luôn phiếu trống tức là vẫn có hy vọng. Em có là 50% rồi đó. Không sao, thật ra là Trân luôn biết chấp nhận mọi chuyện, không sao hết. Mà ví dụ cái chuyện My đồng ý không đâu quan trọng đâu, quan trọng tức là nghe anh nói cái chuyện mà My đồng ý không á, thật là không quan trọng. Cái chuyện anh làm thay cách của anh là cái chuyện quan trọng, đúng không? Trân được nói My đâu có, My đâu có quyền cấm anh có tình cảm như đâu. Tức là anh không cần phải đợi My chấp nhận tình cảm của anh, anh mới tiến tới hay là gì đó. Cứ thích thì làm thôi. Nhưng mà ít nhất là đã nói ra rồi. Dạ. Mình thích thì mình nói thôi. Mình sống 24 giờ cho qua người trọn vẹn. Mà hôm qua em thấy quá trọn vẹn. Nguyên ngày hôm qua tính thì thời điểm này 24 giờ. Bây giờ ngồi đợi kết quả thì số số, đợi giờ số. Hỏi cái thôi. Thực ra thì Vương nghĩ rằng là cái việc mà đồng ý tìm hiểu hay không, nó không phải là ở Miu. Mà Miu đã từng nói với anh Trân là đấy là việc của anh, không phải việc của em. Nói như thế thì có nghĩa là anh Trân sẽ tự hiểu. Mình không thể cấm cản người khác yêu thương mình hay là muốn tìm hiểu mình. Mà quan trọng là họ làm điều đó và mình sẽ đáp trả cái điều đấy như thế nào. Thì hiện tại mình cũng chưa biết mọi chuyện nó sẽ đi đến đâu, vì mình không phải là con người hay tính trước. Nó là rung động thì chưa đến rung động. Nhưng mà ở anh Trân thì mình nhận thấy rằng anh Trân cũng là một cái người mà rất là thật hơn so với những người mà mình đã từng tiếp xúc. Những cái lời anh ấy nói ra rất là chân thật. Những cái tính cách rồi là những cái cách thể hiện của anh ấy khá là thật. Mà có thể là trong 10 ngày này nó sẽ nhói lên một cái gì đó, và biết đâu sau này nó sẽ là một cơ duyên để tiếp tục câu chuyện. Sao vậy? Không. Như lần trước em đã nói với anh là tìm hiểu em tiếp hay không không phải việc của em mà là việc của anh. Và cuộc đời này thì nó rất là ngắn, cho nên mình thích gì thì mình cứ làm thôi. Cảm ơn em. À, đã quá. Tính sâu đi. Bên đây bị tăng động.